Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình mời anh chị em và các bạn đón bình minh và săn mây tại chùa Linh Quy Pháp Ấn. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Chùa Linh Quy Pháp Ấn nằm trên một ngọn đồi cao ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 20 km. Để ngắm bình minh nơi đây, du khách phải có mặt tại quán chiếu đường hay còn gọi là cổng trời thật sớm. Thông thường du khách sẽ ngủ lại ở chân đồi để sáng sớm lên quán chiếu đường cho kịp. Mình và những người bạn ngủ lại nhà của một người bạn khác dưới chân đồi. Khoảng 4 giờ 30 phút, mình và mọi người đã thức dậy và chuẩn bị săn mặt trời mọc. 5 giờ sáng, bọn mình xuất phát. Hiện tại là 5 giờ sáng, nhưng vì đi dưới rừng trúc nên tối đen như thế này. Để lên được cổng trời, du khách sẽ phải đi bộ theo nhiều bậc thang đá xuyên qua rừng trúc. Vậy mà chỉ vài phút sau, khi ra khỏi rừng trúc là trời đã sáng. Nếu đi bộ nhanh, khoảng 15 phút là đến nơi. Nếu không quen đi bộ thì thời gian sẽ lâu hơn. Sau khi ra khỏi rừng trúc hơn 100 mét, rẽ trái du khách sẽ vào chánh điện. Để kịp đón bình minh, mình sẽ lên quán chiếu đường trước bằng lối đi thẳng. Đây là những chiếc xe máy sẽ đưa du khách lên quán chiếu đường hoặc xuống đồi. Chi phí cho một lượt như vậy là khoảng 20.000 đồng. Trên đường đi, du khách sẽ bắt gặp những tấm bảng treo trên thân cây, trên các mỏm đá hay hai bên đường, là những lời nhắc nhở mọi người khi dạo bước nơi đây. Đây là những bồn chứa nước mưa. Những cây trà hay còn gọi là cây chè cổ thụ hai bên lối đi rất là nhiều. Đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là đến một ngã ba. Con đường thẳng trước mặt là lên các hôm tây. Rẽ trái là lên quán chiếu đường. Đi thêm một đoạn ngắn, quán chiếu đường sẽ hiện ra trước mắt. Bỏ lại giày dép bên dưới, du khách sẽ lên quán chiếu đường với đôi chân trần. Mặc dù khởi hành rất là sớm, nhưng tới nơi đã có rất đông du khách. Khi mặt trời chưa lên, mây bao trùm cả không gian nơi đây. Đầu tiên mình sẽ đảnh lễ Đức Phật trước và ngắm bình minh sau.
dạo chân trần trên khoảng sân mát lạnh của quán chiếu đường. Và ngắm mặt trời lên, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Em quay mà. Em quay. Vườn sỏi được thiết kế dựa trên triết lý về sự tĩnh tại và thiền định. Rồi làm gì làm dáng đi. Rêu mọc trên các vách đá. Từ quán chiếu đường quay trở lại phía chân đồi.
rẽ phải là vào chánh điện và rẽ trái là vào giảng đường. Chánh điện là nơi rất trang nghiêm và cổ kính. Cây ổi cổ thụ mọc trước chánh điện. Giảng đường nằm tĩnh lặng giữa rừng cây. Quay trở lại rừng trúc là trời đã sáng. Chia tay nơi đây với một cảm giác bình yên đến lạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.